Zenmuse X5 là ngà ống kính Micro Four Thirds đầu tiên trên thế giới, với thiết kế dành riêng cho dòng Inspire 1 Ready to Fly. Với độ phân giải lớn có khả năng chụp ảnh chi tiết chân thực hơn bất kỳ camera trên không nào hiện có. Khi so sánh với Zenmuse X5 của Inspire 1 phiên bản gốc, sự khác biệt rõ ràng là hình ảnh thu được chân thực, rõ nét, sống động. Tích hợp cải tiến sensor trong Zenmuse X5 là bộ cảm biến Micro Four Thirds mạnh mẽ, hoàn toàn mang tính cách mạng cho nghệ thuật quay chụp trên không, với cảm biến MFT cho hình ảnh chất lượng cao, ghi hình ảnh với độ nhạy cao, ISO 1000 đến 25600. Sự cân bằng tinh tế, chính xác, noi hình ảnh thấp, bạn sẽ có được những thước phim trong nghệ thuật quay chụp trên không đẹp hơn bao giờ hết. Với Zenmuse X5, bạn sẽ nói lời tạm biệt với việc lắp đặt lâu. Zenmuse X5 hoàn toàn tương thích với Inspire 1, sẵn sàng và mang lại sự kiểm soát tiện lợi. Bạn sẽ có được sự kết hợp của hình ảnh sắc nét và tính dễ sử dụng mà chưa từng có trong bất kỳ hệ thống chụp ảnh trên không nào. Với Zenmuse X5, bạn có khả năng kiểm soát ngay trong tầm tay. Chế độ tự động lấy nét trực quan, chỉ cần chạm vào màn hình các thiết bị di động của bạn để cho máy ảnh tập trung vào một khu vực cụ thể. Bạn cũng có thể dễ dàng tự thay đổi các thiết lập như lấy nét, màn chập và khẩu độ thông qua ứng dụng DJI GO thân thiện với người dùng. Mặc dù kích thước nhỏ gọn, Zenmuse X5 là camera cho video khả năng ghi 4K 3840 x 2160 với tốc độ lên tới 30 frame trên giây, 2.7K 2704 x 1520 với tốc độ lên tới 30 frame trên giây và Full HD 1920 x 1080 lên đến 60 frame trên giây ở định dạng MP4 MOV. Zenmuse X5 cho phép bạn ghi lại hình ảnh chuyên nghiệp với độ rõ nét tuyệt đẹp và chi tiết. Tín hiệu đọc tốc độ cao, ngăn chặn hiệu ứng màn chập lăn khi ghi hình, kết quả là cảnh quay đẹp ngay cả khi đang bay ở tốc độ cao. Zenmuse X5 cũng được trang bị với tính năng tiện lợi như Zebra Pattern hay Focus Picking để nó phù hợp cho bất kỳ công việc nào. Với cảm biến MFT có khả năng chụp ảnh ở 16 megapixel, Zenmuse X5 chụp hình ảnh eReady giống như khung hình hiển thị trên màn hình. Các điểm ảnh tăng 25% so với camera Inspire 1 ban đầu, với tốc độ màn chập tăng lên 1/8000 một giây. Zenmuse X5 giúp bạn thưởng thức từng giây phút đáng nhớ. Với dải ánh sáng Dynamic Range lên tới 12.8, sẽ giữ được những chi tiết rõ nét ở cả những vùng tối và vùng sáng cho mọi thứ bạn chụp. Với Zenmuse X5, bạn sẽ có được ngàm ống kính Micro Four Thirds đầu tiên trên thế giới, được thiết kế đặc biệt cho việc chụp ảnh trên không và quay phim nghệ thuật, mang đến chất lượng hình ảnh tuyệt vời cùng với tích hợp gimbal 3 trục ổn định và khả năng sử dụng dễ dàng vượt trội. Mỗi shot hình bạn chụp sẽ đẹp ấn tượng, chân thực hơn bao giờ hết.